Video này được mang đến cho bạn bởi Content Hạnh Phúc, editor Minh Châu và tôi, Quản Quạng. Video phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Đây là It Follow, kể về một nỗi sợ vô hình, vô định không có tên cụ thể, mà chúng ta chỉ có thể gọi là nó. Nó mang hình dạng của bất kỳ ai. Nó sẽ bám theo kẻ mang lời nguyền một cách chậm rãi và giết họ ngay khi đuổi kịp. Chỉ có những người mang lời nguyền mới có thể nhìn thấy nó. Họ cũng không thể nào thoát ra khỏi nó. Chỉ có cách kéo dài thời gian bằng cách truyền lời nguyền qua cho người khác. Nó sẽ đuổi theo người nhận lời nguyền cuối cùng và lần lượt tìm đến những kẻ đằng trước. Cách để truyền lời nguyền là thì thực ra cái này cũng khá hay ho đấy. Thế nên người ta bảo nó đại diện cho bệnh tình dục. Thực chất nó như thế nào thì hãy xem tiếp video. Đây là Jay, lúc này thì chưa dính lời nguyền. Đây là Kelly, em gái Jay. Đây là Paul và Yara, bạn thân lâu năm của Jay. Hôm nay Jay có buổi hẹn với Hugh ở rạp phim. Trong lúc nhàm chán đợi mua vé thì Jay rủ Hugh chơi trò hoán đổi. Anh sẽ chọn một người xung quanh để đổi vị trí và sẽ để cho Jay đoán đó là ai. Ông kia à? Không, thằng bé kia. Sao phải đổi? Anh khác gì thằng bé ở đấy đâu. Sao lại thế? Đứa nào còn bú tí là trẻ con hết. Đến lượt của Jay chọn người muốn hoán đổi. Hugh nhìn quanh một lượt rồi chỉ về phía cửa rạp trống không, hỏi có phải người đấy không. Sau khi biết Jay chẳng nhìn thấy ai cả, Hugh lập tức lôi cô ra khỏi rạp chiếu phim mà chẳng giải thích gì cả. Jay thì tưởng anh gặp người yêu cũ hay chủ nợ gì đấy nên phải chạy vội, nên là cô cũng thôi, không hỏi nhiều làm gì. Dù sao sau đấy Hugh cũng dẫn cô đi ăn. Đến buổi hẹn thứ hai thì chẳng cần rối rắm nhiều nữa, hai bố chén nhau luôn cho ngọt. Vừa xong một hiệp thì Hugh mở cửa ra cốp xe, Jay thì nằm trên ghế sau thần thơ nghĩ ngợi. Hugh quay lại bắt đầu vờn cô từ phía sau. Nói cái gì làm em có hứng đi. Tai nghe One Audio Pro C được tặng loa chính hãng 299k đấy. Tai nghe One Audio Pro C, headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng, với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bay sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne, vô cùng trẻ trung, đeo lên auto đẹp dai. Thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng chính hãng bảo hành đầy đủ 12 tháng. Ưu đãi dành riêng cho người xem The Reviewer. Mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá đến 299k. Mua ngay ở đường link dưới phần mô tả và bình luận. Luồn luồn nhét cái giày tẩm thuốc vào miệng cô, Jay tỉnh lại ở biên giới Trung Quốc. Đấy là nếu Hugh là người Lạng Sơn. Cô bị trói lại vào một chiếc xe lăn trong căn nhà bị bỏ hoang. Hugh thì cứ đi loanh quanh như đang tìm cái gì. Mục đích của Hugh tiếp cận Jay chỉ là để truyền lời nguyền. Anh ta cũng giải thích mọi thứ cho cô về nó. Tất nhiên, Jay sống bao lâu thì Hugh sẽ yên ổn bấy lâu. Giờ thì Hugh đang đợi nó đến. Và nó thực sự đến dưới dạng một người phụ nữ khỏa thân. Hugh trói Jay lại chỉ để kiểm tra chắc chắn nó không còn đi theo anh, rồi lập tức đưa Jay chạy đi trốn ngay. Lái xe thả Jay trước nhà rồi té ngay lập tức. Ngay sau đó đám bạn của Jay đã báo cảnh sát. Nhưng Jay quan hệ tình nguyện. Cô không biết người phụ nữ khỏa thân là ai. Cô biết địa chỉ nhà Hugh nhưng chưa đến đó bao giờ. Cảnh sát đến hiện trường cũng không tìm thêm được điều gì. Chỗ nhà ở cũng không có dấu vết. Cuối cùng thì chỉ có Jay ở lại với ám ảnh với tình dục. Nhưng vào một hôm đang đi học ở trường, Jay nhận thấy có một bà già kỳ lạ ở giữa sân trường. Bà ta cứ bất chấp đi thẳng một đường về phía cô. Jay sợ hãi liền thu sách vở chạy ra khỏi lớp. Bà già đó bám theo ngay phía sau cô, y hệt mọi chuyện xảy ra với Hugh. Jay lập tức lấy xe ra khỏi trường, tìm đến nơi Paul với Laura làm việc để kể chuyện. Hôm nay có bà già ở trường cứ nhìn chằm chằm rồi bám theo em. Thì sao? Bà ta làm em sợ. Bà ta cầm súng à? Jay kể cho hai người chuyện lời nguyền mà Hugh nói với cô. Thực ra thì Jay cũng chẳng biết nó có đúng hay không. Thứ cô chắc chắn đấy là dù có gì thì cũng không nên nói với phụ huynh, vì đấy là cách mà bọn tuổi teen hoạt động. Paul với Laura nghĩ Jay đang buồn vì bị trap thôi, nên hai đứa quyết định ngủ lại nhà Jay đêm đó. Đến nửa đêm, Jay mất ngủ, xuống tìm Paul ở phòng khách để nói chuyện. Bỗng dưng tiếng cửa kính vỡ vang lên từ phía phòng bếp. Paul đi ra kiểm tra thì chẳng thấy ai cả, nhưng mà vẫn nên lên gọi mọi người dậy để sợ cùng mình. Jay cũng đứng dậy đi kiểm tra quanh nhà. Cô vừa đi vào đến bếp thì bắt gặp nó trong hình dạng một cô gái hở hang. Cô ta vừa đi vừa vãi hết nước ra sàn nhà. Jay gào lên bỏ chạy ngay về phòng trên tầng. Mọi người lập tức chạy đến gõ cửa hỏi thăm và thuyết phục cô mở cửa ra. Paul và Kelly đi vào trong. Jay hoảng loạn kể ra chuyện ở trong bếp, nhưng Paul không tin vì anh đã kiểm tra rồi. Kelly đành phải cố gắng an ủi cho Jay bình tĩnh lại. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Lần này người đến là Laura.
nhưng phía sau cô là một kẻ cao kiều kỳ lạ mà không ai nhìn thấy. Jay hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài, trèo xuống dưới qua ban công. Cô vồ lấy chiếc xe đạp và chạy thẳng đến công viên để trốn. Nơi này tầm nhìn rộng, chỉ cần có gì đến gần là biết được ngay. Chỉ có điều là Jay sẽ phải chịu đựng sự sợ hãi dày vò vì không biết lúc nào nó sẽ tới. May mà đám bạn của cô đã chạy tới trước. Lúc này lại có một người đi về phía họ, nhưng không phải là nó, vì ai cũng nhìn thấy người này. Anh này là hàng xóm đối diện nhà Jay, Greg. Greg không cần hỏi rõ ràng chuyện xảy ra, chỉ nghe thấy Jay bảo cần phải tìm Hugh là quay về lấy xe chở cả lũ đi ngay. Khi đến nơi thì họ nhận ra tên Hugh đưa Jay địa chỉ nhà cũ. Bên trong nhà được treo một đống lon khắp các cửa ra vào, chắn là Hugh đã trốn nó ở đây một thời gian. Ở đó còn có rất nhiều thuốc an thần các loại, cho thấy Hugh cũng đã bị dày vò như thế nào. Paul tìm thấy một bức ảnh mặc đồng phục cấp 3 của Hugh, nên họ đã đến trường cấp 3 đó để tìm thông tin. Cuối cùng thì đã đến tìm gặp được Hugh. Cả đám ngồi lại nói chuyện ở sân cỏ nhà anh này. Hugh gợi ý Jay hãy truyền nó cho một người khác. Càng tìm được đứa con trai nào ngựa chuyên đụ dạo thì càng an toàn. Hay là đi đá phở cũng được, cho nó lạc lối không biết lời nguyền truyền cho ai luôn. Còn một cách ngu ngốc nữa là cứ di chuyển liên tục, vì nó chỉ đi bộ để tiếp cận bạn mà thôi. Nếu mà đụ được tiếp viên hay phi công thì nó đi bộ nản luôn. Làm sao thì làm, miễn là đừng chết, để nó đỡ quay lại tìm Hugh. Anh này đã bị ám ảnh đến mức cứ thấy ai đi bộ về phía mình là rén. Nhưng dù gì thì Jay cũng mới bị ám, cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc đủ để sống sót. Sáng hôm sau, Greg dẫn mọi người đến nhà ven biển của gia đình anh và ngủ lại ở đó một đêm. Sau đó, Greg lôi súng ra dạy cho Jay cách tự vệ. Rồi cả ngày sau đó, cả đám chỉ ngồi ở bãi biển nói chuyện. Tâm trạng của Jay cũng thả lỏng dần, khiến cho cô không để ý rằng có người đang đi bộ về phía này. Những người khác thì thấy một nhúm tóc của Jay đột nhiên dựng ngược lên. Jay đột nhiên bị cái gì đó trong không khí túm lấy. Paul cầm ghế phang trúng cái gì đó rồi bị đánh bay đi. Nhưng như thế là đủ để cho Jay chạy đi. Greg đi đái bậy phía sau thấy hỗn loạn nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bốn người kia thì đã chạy vào nhà kho. Jay lấy súng bắn nó, khiến cho Greg đang chạy tới thì phải núp vội xuống. Nó trúng một viên đạn gục xuống, nhưng rồi lại đứng dậy mạnh mẽ như KOL được tẩy trắng. Jay bất lực sập cửa cài then lại. Nó ở bên ngoài đập cho cái cửa biết thế nào là lễ hội, rồi nó phá bung một lỗ. Rồi bất chợt Greg thò đầu vào hỏi thăm, nhưng người còn lại hét lên không cho anh ta mở cửa. Nhưng Greg thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và bỏ đi không biết làm gì. Lần này thì đến lượt nó thò đầu vào dưới hình dạng của một đứa trẻ. Jay hoảng loạn chạy ra bằng cửa lớn, leo thẳng lên ô tô bỏ chạy, mặc kệ đám bạn ở lại. Dù sao thì nó cũng sẽ không làm hại bọn họ. Cơ mà Jay thì vội vàng lái xe quá, nên là phi thẳng xe xuống ruộng ngô và phải vào viện nằm. Thôi xong, nằm viện thì còn chạy thế đó nào được nữa. Điều đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, sợ hãi chờ đợi xem có kẻ nào đáng nghi đang đi bộ đến hay không. Cuối cùng thì Jay cũng không chịu được nữa, cô quyết định chuyển lời nguyền cho Greg. Greg vài ngày sau vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, nó cũng chẳng đến tìm Jay nữa. Tưởng chừng như mọi việc sẽ trở lại bình thường, thế nhưng Jay luôn cảm thấy có lỗi với Greg. Cô không dám gặp lại anh, và đêm nào cũng nhìn sang hướng đó để canh chừng. Rồi một đêm có kẻ lạ mặt đi bộ ngang qua, mặc cái quần giữ nhiệt lòi cu kỳ quặc mà đi về hướng nhà của Greg, dùng đá ném vỡ cửa kính để trèo vào. Jay lập tức gọi điện sang bên đấy mà không ai bắt máy. Cô chạy sang bên đó, chui qua cửa sổ vỡ để vào nhà. Cô vừa lao lên tầng 2 vừa gọi inh ngỏi, nhưng nó đã đứng trước cửa phòng Greg gõ cửa liên hồi. Ngay khi Greg mở cửa phòng, nó vồ vào anh, rồi uốn éo dỉ nước trên cái thân hình xám ngoét bất động của Greg. Jay lấy ô tô rời đi ngay lúc đó. Cô dừng lại ở trong rừng và ngủ đến sáng hôm sau. Jay tiếp tục đi ra đến biển. Cô bắt gặp ba thanh niên ngoài đó. Một lúc sau Jay lái xe về nhà, người ướt nhẹp. Giờ thì đoán xem ai vừa là kẻ may mắn nào. Jay yên ổn thêm một thời gian nữa, nhưng cô vẫn cảnh giác 100%, vì chẳng biết bao giờ nó sẽ quay lại. Paul lúc này mới đến tìm cô, đề nghị cô truyền lời nguyền luôn cho anh. Jay từ chối, vì giờ đã biết lời nguyền quay lại về cô hay chưa. Nếu như chưa thì thành free, mà truyền cho người quen như thế thì ngang hại nhau rồi còn gì nữa. Nhưng Paul lại thích thầm Jay, nên vẫn cố tìm ra cách để giúp đỡ cô. Có kế hoạch là cả bọn sửa soạn đồ để lên đường. Đúng lúc đấy Jay nhìn thấy một người đàn ông trần truồng đứng trên mái nhà. Nó đã quay lại tìm cô. Cả đám tìm đến một cái bể bơi trong nhà, mang ra một đống đồ điện bày ra hai bên. Chả hiểu sao bể bơi lại nhiều ổ điện đến thế. Mục tiêu của họ là dụ nó xuống bể bơi để giật điện chết. Jay là mồi nhử nên cô sẽ phải đứng đợi dưới hồ bơi, ngâm mình chờ đợi nó đến. Cuối cùng thì nó cũng đến, nhưng con này chậm chứ nó không ngu, đi xung quanh lấy đồ chọi vào đầu Jay. Thế là đứa ngu lại chính là cái đứa ở dưới bể, chả né được phát nào.
Paul liền lôi súng ra bắn về phía mấy cái đồ được nhấc lơ lửng trên không khí. Cơ mà nó cũng chẳng sợ súng. Kelly lôi ra một mảnh vải để trùm lên người nó, để lấy tầm nhìn cho Paul, bắn ngã nó xuống bể. Dây thấy thế lập tức bơi vào bờ, nhưng lại bị nó níu chân lại. Paul lại đánh liều nổ súng, may sượt qua dây trúng nó. Dây hốt hoảng leo lên bờ. Xung quanh cổ chân cô vẫn còn vệt bỏng in dấu bàn tay. Ở phía dưới bể một vũng máu đang lan dần ra. Jay nhìn cảnh đó thì thở phào. Có lẽ họ đã thành công. Thế là giờ Jay đã đồng ý đụ với Paul. Nhưng cả hai vẫn chẳng hề tự tin rằng nó đã hoàn toàn biến mất. Và sau đó Paul đi đá phở. Họ sống yên ổn từ đó về sau. Nhưng trong lúc Paul nắm tay Jay đi trên đường, thì đằng sau họ có một người đi bộ bám theo. Vậy thì liệu họ đã thực sự thoát khỏi nó hay chưa? Câu hỏi này là dành cho chính các bạn. Và tôi Quan Quại xin chào và hẹn gặp lại.